Vừa qua, sáng ngày 20 tháng 2 năm 2022, Đại Đức Thích Nguyên Chiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thư ký Ban trị sự kiêm trưởng Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, trụ trì tu viện Kim Cang, kết hợp cùng ông Nguyễn Văn Rảnh, Phó Chủ tịch Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và Quý Mạnh Thường Quân, đến hỗ trợ 165 thẻ bảo hiểm y tế cho bà con là hộ cận nghèo trên địa bàn xã Cẩm Sơn, Tân Trung, Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Thân mật tiếp đón đoàn có đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Nam. Tại buổi đến thăm, Đại Đức Thích Nguyên Chiếu đã chia sẻ những khó khăn của bà con nơi đây, đồng thời đã trao tặng 165 thẻ bảo hiểm y tế giúp bà con có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe. Tuy mỗi tấm bảo hiểm y tế nhỏ bé nhưng lại mang một ý nghĩa thiết thực đối với bà con nghèo khi đau ốm bệnh tật. Đáp lại tấm chân tình của Đại Đức Thích Nguyên Chiếu, trụ trì tu viện Kim Cang, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã gửi lời tri ân sâu sắc, đồng thời trao ghi nhận tấm lòng vàng. Qua đó mong muốn đoàn tu viện Kim Cang tiếp tục quan tâm giúp đỡ, mang thật nhiều niềm yêu thương đến với bà con nghèo, bà con gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhằm tạo điều kiện đi lại cho bà con được an toàn và thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng ngày, phái đoàn đã đến khảo sát xây dựng hai cây cầu nông thôn tại ấp An Lộc và An Lợi thuộc xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, với tổng kinh phí xây dựng ước tính khoảng 500 triệu đồng. Sau lời vận động xây dựng cầu nông thôn từ Đại Đức Thích Nguyên Chiếu, trụ trì tu viện Kim Cang, đã nhận được sự phát tâm ủng hộ tịnh tài của Ni Sư Thích Nữ Huệ Bảo, trụ trì tỉnh thất Liên Nghiêm, ấp 2 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 150 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng cây cầu bê tông cốt thép với chiều dài 18m, ngang 2,5m, tại ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Hy vọng cây cầu mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất, qua đó giúp cho việc đi lại giao thương của bà con, trẻ em đi học tại địa phương càng thêm thuận tiện hơn.